Bây giờ thì tôi đang ở Nhật và thể theo yêu cầu của một bạn mà cụ thể bạn đó là tôi á, thì tôi sẽ ăn thử những cái món mà tôi mua được mà tôi nghĩ là nó sẽ ngon. Ok thử nha. Anh Lan chọn cho em một bịch đi anh. Thử cái nào trước? Anh Lan trước hả? Mẹ muốn thử cái này trước. Em không biết nó nhìn nó ngon. Cái này hả? Mùi sô cô la rất là thơm luôn á. Hơi ngọt một chút xíu thôi. Chỉ cần đắng thêm một chút xíu nữa là nó tiếp theo. Nhìn cái khoai lang là thấy mê rồi đó. À, nó là khoai lang sấy. Trời ơi, mà nhìn cái hình nè. Đây nè, trời. Vậy mà in cái hình cái này cho to. Tôi cứ tưởng là ở trong đây sẽ có một cái miếng kiểu như khoai lang dẻo rồi đó. Khoai lang sấy nó có thể ngon được như vậy hả? Cái kiểu nó xốp xốp, miệng miệng cắn vô nha. Mà nó mềm tan. Không biết diễn tả sao, nhưng mà rất là ngon. Mochi. Bánh này gọi là bánh mochi hay là bánh gạo, hoặc là hai cái đó có gì khác nhau luôn. Bạn nào mà đoàn thì chỉ cho tôi biết nha. Yummy. Là núng núng luôn đó. Ở đây nó sẽ có một cái lớp nhân đậu đỏ nè. Cắn một miếng nó vừa có sự dẻo dẻo của cái lớp bánh này, miệng tan của cái lớp nhân đậu đỏ này. Thêm là những cái hạt đậu đỏ ở đây nữa. Nhai vô nó rất là cuốn luôn á. Ngon nhá. Ok. Ừ. Cái lớp bánh này nó hơi ngọt ngọt mặn mặn, lớp nhân nó hơi ngọt nhẹ. Tạm được. Ê, cái này nhìn giống cái bánh hồi nãy đúng không? À, cái lớp kem ở giữa, sau đó cũng có thêm mấy cái hạt đậu đỏ đây nữa. Tổng thể lại thì tôi thấy cái bánh này nó hơi ngán hơn so với cái bánh hồi nãy. Đây là cây kem. Chết rồi, nó chảy anh ơi. Chết rồi. Vẻ như cái ngăn đá của Minibar trong khách sạn nó không có đủ đông hay sao. Bây giờ nó chảy trơn. Cảm ơn anh. Từ nãy đến giờ tôi thử thì tôi thấy cái món này là ngon nhất nha.